Nào nào, chúc mừng tướng quân. Tướng quân thắng mà trở về nên tâm trạng rất tốt. Ta muốn tìm cơ hội xin tướng quân miễn thân phận nô tỳ cho nàng. Như vậy thì ta mới có thể sớm ngày thành thân với nàng. Nhưng Đinh Nhu thân phận thấp hèn, chỉ sợ lệnh tôn khó lòng dung nạp. Phía phụ thân ta tự có cách. Thật ra khi cứu nàng, ta đã nên cưới nàng rồi. Nếu như vậy, nàng cũng không cần chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Kiếp này gặp được vàng đã là may mắn lắm rồi. Dù cho sau này phải chịu nhiều thiệt thòi hơn nữa, A Nhu cũng cam tâm tình nguyện. Quá thật là quyến chuyển nhẹ nhàng như chim én, so với phi yến của tiền triều cũng không kém là bao. Ngẩng đầu lên, nô tỳ dung nhan xấu xí, chỉ sợ làm bẩn con mắt của đại nhân. Nhan sắc này còn tính là xấu xí, vậy thế gian đã không còn ai là mỹ nhân nữa rồi. Hay, vũ kỹ của quý phủ quả nhiên khác với người thường, không biết tốt hơn của phủ ta bao nhiêu lần rồi. Nghiêm tướng quân, không biết ngài có chịu nhịn đau mà đành lòng ban cô ta cho ta không? Ngài cũng biết là bệ hạ thích nhất là điệu múa của phi yến, vừa hay để cô ta đến dạy bảo cho đám vũ kỹ ở trong phủ, ngày sau cùng hiến vũ cho bệ hạ. Nghiêm tướng quân, không nỡ sao? Đâu có, Nghiêm mổ là một võ phu, vốn không hiểu mấy cái chuyện phong nhã này. Nếu mà đại nhân thích thì tặng cho đại nhân cũng không hề gì. Đừng có gây chuyện. Tướng quân, ngày đó nô tỳ lưu lạc tứ phương, nhờ có tướng quân thu nhận ân lớn, còn chưa báo không dám rời đi như vậy. Hầu hạ tư đồ đại nhân cũng là báo ân đó thôi. Đi đi. Tướng quân, thần và A Nhu lưỡng tình tương duyệt, đang có ý muốn lấy nàng ấy làm vợ, mong tướng quân và tư đồ đại nhân thành toàn cho. Đây không phải là Phùng Hiểu Ý của Vũ Lâm quân sao? Phùng Dĩ, ta thấy người uống say rồi, còn không mau lui xuống. Đại nhân, mong ngày niệm tình trước kia tại thần Hiếu Trung thành toàn cho thần và A Nhu. Thần nguyện từ quan về Vĩnh Xuyên đa tạ đại nhân. Nghịch tử nhà ngươi, tiểu nhi mạo phạm, mong tướng quân thứ tội.
tướng quân, thần và An Du sống chết có nhau, mãi không rời xa mong tướng quân thành toàn. Từ cổ chí kim hồng nhan họa thủy, ta vẫn thấy là ta đưa họa thủy này đi, tránh tên thuộc hạ hồ đồ của ngươi không nỡ buông tay. Cáo từ. Tướng quân, tướng quân, xin ngài, tướng quân, xin ngài cho ta ở lại, xin ngài cho ta ở lại. Tướng quân, tướng quân, cha con các ngươi dưới trướng ta đã nhiều năm, ta cũng không muốn để cho các ngươi vì con tiện tì này mà đắc tội với Dương Tầm. Không phải hắn muốn quay về quê Vĩnh Xuyên sao? Vừa hay ở bên có chức quan để trống, bây giờ các ngươi hãy rời khỏi Trường An về Vĩnh Xuyên đi. Tướng quân. Phái người đi điều tra vũ nữ tên Đinh Nhu bị Vương Tầm đưa đi, xem lai lịch thế nào. Đinh Nhu lẽ nào chính là cô nương bắt gặp lúc bị ức hiếp? Nếu đúng là nữ tử đó, số mệnh của cô ta coi như là bấp bênh rồi. Ta phải phái người âm thầm đi theo dõi, rồi khi cần thiết sẽ trợ giúp cô ta. Con muốn làm gì? Đừng đừng là đứng Nam Nhi, đến người phụ nữ mình yêu cũng không bảo vệ được, con mặt mũi nào để sống chứ? Ngu ngốc, Tư Đồ phủ canh phòng nghiêm ngặt, con muốn đi nộp mạng sao? Cho dù chết con cũng phải đi cứu A Nhu. Khốn kiếp vì một nữ tử thấp hèn, ở trước mặt cha nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế này, lẽ nào con quên rằng Vĩnh Xuyên còn có con trai của con nữa sao? Chết cùng với Đinh Nhu, con để cho tổ tôn chúng ta ở đâu? Phụ thân, nếu con chết, hãy thay con chăm sóc bọn trẻ. Bất luận thế nào con cũng không thể bỏ mặc A Nhu. Con muốn đi cứu cô ta thì giết ta trước đi. Âm mưu của Dương Tầm hiểm độc, ắt phải trả thù. Hắn là cháu của hoàng đế, đắc tội hắn coi như là đắc tội với bệ hạ, phải chu di cửu tộc. So với việc nhìn cả gia tộc gặp tai ương, chi bằng con giết ta trước đi. Ra tay đi. Ngươi, bốn tư đồ đưa ngươi về là muốn xem ngươi nhảy múa, không phải là để nhìn sắc mặt của ngươi. Đi, ca hát nhảy múa một khúc cho bốn tư đồ vui vẻ. Nô tỳ chỉ nhảy cho ân công, nếu đại nhân bất mãn có thể tùy xử lý. Muốn chết à? Chàng thổi, đây là khúc nhạc gì vậy? Khúc nhạc này là Di Quan khúc, nói về Tây Thi và Phạm Lãi thông qua gian khổ nguy hiểm cuối cùng cũng ở bên nhau, cùng dệt lên câu chuyện chèo thuyền ở Thái Hồ. Chẳng trách nghe lại ôn hòa như vậy. Thế nhưng Tây Thi và Phạm Lãi thật sự yêu nhau, vậy vì sao lại phải đi nương thân cho người không hiểu mình, Ngô Dương chứ? Nương thân như thế này chẳng bằng chết cho xong. Rất nhiều lúc người sống còn khổ hơn chết. Tạm thời không nói đến việc hai người họ là cùng một nước, cho dù là vì những ngày tháng sau này hai người còn gặp lại nhau, cũng phải kiên cường sống tiếp. Công tôn, A Nhu hiểu rồi. Chàng yên tâm, thiếp sẽ tiếp tục sống tốt. Đợi đến ngày chúng ta trùng phùng,